Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Shiro One, Shiro của Thạch Kinh Mi. Rất vui vì đã được gặp nhau trong clip thì hiện tại mình đang có mặt tại game One Piece Fighting Bass, tức là game One Piece Bloodline. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái series của game này nha. Hiện tại thì hôm nay chúng ta sẽ tăng một ít sức mạnh cho thằng Aokiji của mình, cho đô đốc Aokiji của mình cho thêm mạnh nha. Tại vì hiện tại mình đã đến cái map Skype, tức là đảo trên trời gì đó của thằng Enel gì đó rồi, cho nên là thực sự mình cảm thấy rất là khó khăn. Tụi này nó đang dần gọi là rất là mạnh lên luôn anh em, đánh không lại luôn, nên mình cần phải một chút gọi là tăng cấp sức mạnh nha. Chúc em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like subscribe để cái kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like chưa subscribe thì nhấn like subscribe nha. Ok anh em, rồi bây giờ thì mình sẽ nhận nhiệm vụ cái đã, không biết là có cái nhiệm vụ gì đây nên mình nhận cái đã. Rồi cái này thì úi, cái này nhận được không, cái gì đây chả biết là gì luôn. Rồi, vô thuyền để mình làm nhiệm vụ hay sao này. Này là level rồi. Rồi, làm nhanh luôn hen. Chỗ này thì nói chung là anh em cứ auto lính ra cho nó làm nhiệm vụ thôi, đợi hết thời gian là xong. Nói chung cũng rất là đơn giản. Rồi, hết rồi đó. Có thư gửi về này, không biết là được quà gì không đây. Á đù, không có quà gì hết mà, cái gì đây. Đi 7 là sao anh em? Là sao? Cái này là cái gì? Chắc cần phải có phần mềm dịch quá. Ok anh em, mình đã trở lại rồi. Và bây giờ mình sẽ dịch cái đoạn này nha. Coi thử nó nói cái gì. Biết đâu nó cho mình cái con tướng nào đó free 7 ngày sao? Có thể mở quy trình bãi nhiệm vụ chủ tịch. Và đã không đăng nhập vào trò chơi trong 7 ngày liên tiếp, các thành viên liên minh có thể bãi nhiệm chủ tịch là sao? Gì mà chủ tịch giả vờ vậy đây nữa, tùm lum hết đây. Chủ tịch giả vờ nghèo à? Và cái kết. Ok, ok này cái gì đây? Hình như là có event mới sao nè anh em ơi. Không biết phải event hay không thì mình không biết, nhưng mà mình thấy có quá là nhiều event mới này. Đây là một cái event chopper, cũng không gì đặc biệt, không cần phải để tâm tới. Đây là event kiểu level đúng không? Khi đạt level sẽ nhận được. Event này là một cái event sầm lao, mình không tham gia được, mình đang rất là cay đây. Còn đây là cái gì? Ui cái gì? What? Event này là một event ui. Thiệt hay giỡn? Dịch luôn anh em. Không biết là event gì đấy. Săn tìm kho báu, săn tìm kho báu. Đội trưởng có thể sử dụng chiếc khấu may mắn độc quyền để mua các rương kho báu. Các rương kho báu sau đây chỉ có thể sẵn để mua ở mỗi giai đoạn. Giảm giá, thời gian hoạt động. Ô cái này như nạp tiền rồi. Nghe dắt nạp tiền quá. Ô cái gì đây? Ô mình cào ra này anh em. Ô rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Ui, được quà luôn à? À đù, quà này là quà gì đấy? À, sau khi mở xong thì nó sẽ kiểu cho chúng ta một cái gì đó. Hơi xàm. Rồi, như vậy là bỏ ra cái đá, cái để mua đồ. Ui, thôi, bỏ đi mà làm người. Bỏ đi còn làm người nữa anh em. Rồi, chúng ta sẽ xem cái event cuối cùng. Lại là tiếp tục cái event này, event chạy gì đây này. Cái này là một cái event cũng tương tự nạp thẻ thì phải. Ui, lật bài à? Ui, sao set gì không vậy? Ui, cái gì vậy? Nó không cho lật nữa em ơi. Nói chung là kiểu sao á. Dẹp dùm cái đi. Không biết cho nên là bó tay anh em à. Thôi bỏ đi ha. Mấy cái event xàm quá. Rồi nhận thưởng đi. Nhưng là mấy cái event xàm thì cứ bỏ qua, kệ đó đi. Đừng quan tâm làm gì cho mệt. Đây là cái nhận thưởng free thôi, không có gì cả. Thì mình sẽ tắt đi hen. Rồi à, bây giờ mình sẽ vào mình tăng cấp sức mạnh cho anh em xem. Aokiji của mình hiện tại là đang lực chiến là 14k7 rồi này. Và bữa clip gần nhất của mình thì hình như là đang 13k mấy, sau đó mình đã nâng lên 14k, bây giờ là 14k7 rồi. Giờ mình sẽ nâng cho nó lên 15k, 15k cho anh em xem nha. À, chỗ này thì mình đang thiếu một ít cái này cho nên là mình sẽ nâng luôn ha, lên luôn nè. Đó, 14k8 rồi nha. Bây giờ muốn lên cái này thì cần mấy cái viên đá này chưa có được, cho nên là tạm thời bỏ qua đi. Bây giờ mình sẽ vào thẻ skill, mình sẽ chọn cái thẻ skill đó là skill... này, sau đó mình sẽ chọn nâng cấp ở đây và chúng ta sẽ tốn những cái thẻ bài như thế này để nâng. Đấy, lên kiểu 3 sao hả ta, bây giờ đang là 2 sao nè. Như vậy là chúng ta sẽ lên được 2 sao và 1 sao nhỏ, phải lên, chán thế.
À, bây giờ muốn nâng lên 3 sao là phải có một cái kiểu nâng cấp khác nữa. Ok, đã hiểu rồi. À, bây giờ nâng level trước nè, cho nó lên level 35 nè. Đấy, lên mà level 35 rồi chúng ta sẽ chọn thẻ này. Đấy, thẻ trùng lập nha anh em, chọn cái thẻ trùng lập. Tuy nhiên thì hiện tại mình vẫn còn đang thiếu cái này. Đây, thiếu cái thẻ này đây. Cho nên bây giờ mình sẽ quét, càng quét cái chỗ này để chúng ta đi nhây lấy cái thẻ này nha. Rồi, ok. Ủa, nhớ cái map này mình đi rồi mà ta. Kỳ lạ vậy. Nhớ có đi rồi mà. Kỳ ta, mình nhớ là mình có đi sẵn rồi. Mình nhớ là có đi sẵn rồi để khi mà mình quay clip thì mình chỉ việc quét cho anh em xem thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao cuối cùng nó lại chưa đi. Khó hiểu thiệt. Nên thôi bây giờ thôi mình đi ha. Nói chung đánh cũng nhanh thôi à. Đánh cái bọn thỏ cũng nhanh thôi. Có điều tụi nó hơi trâu một xíu. Và chúng ta nên tập trung đánh vào những con to. Những cái con to chết thì những con nhỏ nó cũng sẽ chết thôi. Ok, vô nha. Nói chung là map này mới vô thì nó sẽ hơi lắc đây. Mới đánh những cái đầu tiên, những combo đầu tiên nó sẽ hơi lắc một xíu. Anh em thông cảm nha. Đấy, đã đánh vài cái là hết lắc à. Đấy, bắt đầu hết lắc rồi này. Ok, nói chung là đem cứ cố gắng dồn con to thôi. Giết được con to là tự động mà bọn kia nó sẽ chết à. Nhưng mà cũng hơi khó, tại tụi nó đông lắm. Tụi nó đông vãi liền luôn ấy. Đấy, tụi nó đông mà cũng còn mạnh nữa. Nhưng cũng rất là khỏe luôn. Mấy cái máu này bắt đầu tụi nó khỏe rồi. Hay bạn ơi, mình bị hành hạ sắp mặt luôn này. Tốt nhất là nên chạy đi. Nên chạy đi. Đấy, tụi nó bị ngã rồi nè. Tụi nó bị ngã rồi nè. Đây, vô con to này anh em. Vô con to này, thấy chưa? Chỉ cần vô con to thôi là ok. Win win win. Và phần thưởng của chúng ta thì được những cái thẻ để tăng cấp skill thôi. Đấy, 10 thẻ luôn, quá trời. Cho nên thì nói chung bây giờ mình đã đi được một lần rồi. Và những lần sau thì chúng ta chỉ việc quét thôi. Chúng ta sẽ tiêu thẻ lực. Một lần quét coi như cũng giống như một lần đi là 20 thẻ lực. Cho nên quét cho nó nhanh, đỡ mất công thời gian đi. Ok. Rồi quay lại đi. Đó, đủ rồi nè anh em, đủ thẻ rồi. Cho nên giờ mình chọn cái thẻ trùng lập vô là mình có thể nâng lên 3 sao. Đấy, tương tự thì chắc là lên 4 sao cũng sẽ vậy thôi. Đấy, lên được 3 sao chắc chắn là sẽ mạnh hơn rất nhiều. Giờ nâng được lên 40 luôn nè, nâng được lên được level 40 luôn nè. Đấy, và giờ muốn lên nữa thì chúng ta sẽ tốn cái thẻ cam này nè. Ui, cái thẻ màu cam này mình đi rồi bữa nay mình quét được này, ngon. Nghĩa là mình lại quét được tiếp. Sau đó là mình lại nâng cấp lên thôi. Đó, giờ là 4 sao. Ủa, sao vẫn 3 sao vậy ta? Adu. Chắc mình nhớ lộn anh em, chắc mình nhớ lộn. Hiện tại là nãy là 2 sao thôi, vậy là giờ 3 sao với một sao nhỏ. Tương tự thì bây giờ muốn nâng lên 4 sao thì chắc là sẽ cần một cái thẻ trùng lập. Ui, bây giờ thậm chí mình nâng được lên 45 luôn này. Ghê không? Ui. Và bây giờ chúng ta muốn nâng là chúng ta phải có hai thẻ. Nhiều thiệt luôn. Nhưng mà cái thẻ này thì chưa mình chưa có đi được, tạm thời cứ quăng nó đi. Rồi, lực chiến 15k3, vãi lên, quá ngon. Tương tự thì những cái thẻ này cũng tương tự nha anh em, chúng ta sẽ nâng lên như vậy thôi. Đấy, cứ tương tự như vậy thôi, nâng lên. Sau đó thì nâng level. À, sau đó là quét cái thẻ này, ủa thẻ này mình hết rồi hả? Hết rồi hả ta, quét một phát đi. Đấy, quét một phát cho nó kiểu có thẻ này. Hiện tại thẻ này mình đã hết rồi này, cho nên là chúng ta cần phải đi kiếm. Thẻ này là thẻ thằng Aokiji đang ngồi đúng không? Rồi ok, nói chung cũng đơn giản thôi, không gì hết. Thẻ Aokiji đang ngồi thì mình nhớ không nhầm là mình có lắp cho ai đó. Aokiji đang ngồi đây, lắp cho thằng Bugi. Cho nên bây giờ mình sẽ hoán đổi đại một cái nào đó đi. Đó. Rồi xong, như vậy là có thẻ để lắp để nâng tiếp. Thấy chưa anh em, tương tự thôi, có gì đâu. Ủa. Sao cũng không được ta? Nhớ là mình có thẻ đó rồi mà. Kỳ vậy. Hơi kỳ một xíu. Thằng Bugi đâu rồi? Ô, rõ ràng mình tháo ra rồi mà ta. Kỳ thích ta. Hơi ảo nha, hơi ảo lòi nha. Hơi ảo lòi đấy. Cũng không hiểu sao mà không nâng được nữa anh em ơi. Hay là tại vì nó có level rồi nên nó không cho tăng, hình như level 1 nó mới cho hay sao ấy. Khó thế nhờ, thôi bắt buộc chúng ta phải kiếm ở chỗ khác rồi. Ơi, để coi trong shop có bán không nha anh em, nếu có bán thì mình sẽ mua, cày quá là cày. Cái này mua được 5 vé nè. 5 vé thì quay làm chi cho mệt. Đây chỗ mạnh bán ở đây này, để mình coi có không có thì mình mua. Aokiji không biết có bán không á chứ. Chắc là không rồi, thì Aokiji không có, cày thế nhờ. Có chức năng reset thẻ không ta? Thiệt luôn, bữa mình thấy có nhớ là mình nhớ không nhầm có chức năng reset thẻ. Đây là chỗ này này.
Đây là thẻ thằng Aokiji ngồi của mình đâu rồi? Đây đây đây, hiện tại đang level 30 này. Không biết là có chức năng reset thẻ hay không. Ủa cái gì đây? Đây là chỗ nâng cấp mà. Giờ làm sao để chó này quay lại level 1 ta? Đây có cái nút gì nè. Này đổi ra vàng. À mấy cái thẻ này chúng ta đổi ra vàng. Ôi vàng đâu cần đâu. Như vậy là không được rồi à. Cay thế. Biết giờ bữa mình kiếm thêm thẻ là được rồi thôi. Nếu như đã lỡ như vậy rồi, chúng ta bắt buộc phải 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 chịu thôi. Không biết còn chỗ nào để đổi thẻ không ta. Thì mình kiếm trong shop đó luôn luôn đây. Này thì mấy cái chỗ này thì nó không liên quan rồi. Không có rồi em ơi. Hồi bữa mình đáng ra mình phải quay nhiều chứ. Mình phung phí quá. Nói chung là hơi phung phí một xíu. Hôm bữa mình hơi phung phí rồi. Thôi không sao. Ui cái này cái gì đây. Thử mở coi. À chúng ta được chọn thẻ này. Có Aokiji không? Không có luôn. Cái này thì cũng chỉ là mấy thẻ cùi thôi. Ok. Ôi, tiếc ghê. Có một thẻ Aokiji ngồi nhưng mà bây giờ nó level 30 rồi, nó không cho nâng mới đau quá chứ. Ủa, mình có một cái level 1 rồi ta. Ủa, có nhiều luôn mà ta. Như vậy là cái chỗ đó là như nó hơi sai sai ở cái chỗ này phần nâng cấp nha. Không hiểu là lý do gì, để mình nghiên cứu lại coi. Đây đây chỗ này nè em. Nè, để mình dịch thử coi, để mình dịch thử coi nha anh em. Ủa cái phần mềm dịch mình đâu rồi? What the hell? Sao nó bay vô đây rồi? Dịch phát nào. Coi nó nói cái gì? Không đủ EA là cái gì? What the hell? À, hình như là không đủ cái này. Ok. Nếu vậy chúng ta sẽ nâng lên level cho thằng Aokiji của mình nha. Có thể là không đủ cái này anh em ơi. Ok, lên level 7 rồi nè. Chắc là vậy. Đấy, bây giờ mình có thắc mắc là mình có dư thẻ mà lại nó không cho nâng. Kiểu như vậy. Người ta là level 7 rồi nè. Đấy, những anh em nào mà không nâng được thì anh em có thể làm như mình nha. Nói chung là kiểu không đủ. Ấy, hiện tại vẫn chưa đủ này. Ủa? Cái này là chỗ để lấy skill mà. Như là anh em đừng có tin đó nha. Cái này là chỗ để kiếm thẻ thôi. Ồ, quay trong đây để kiếm thẻ nè. Kiểu vậy. Sai rồi. Sai rồi. Nhưng mà tại sao thẻ em lại không đủ ta? Hơi cay. Hơi cay đấy. Thôi, dẹp đi. Như vậy thì không đủ cho nên là không thể nào mà nâng cấp được nữa. Anh em nào biết giải đáp ở chỗ đó thì có thể giải đáp giúp mình nha. Hiện tại đây là những cái viên màu tím tím thì cũng không gì đặc biệt, cho nên bây giờ mình sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ đi. Hiện tại giống như giờ mình cũng mạnh hơn một xíu rồi, cho nên chắc là cũng đủ sức để tiêu diệt cái bọn này rồi. Ok, mình đã xâm nhập vào vùng cấm địa rồi. Ủa, ở trên kia có con thuyền gì kìa anh em. Ở trên kia có con thuyền gì kìa. Wow. Đây là một con thuyền gì đây? Mình nhớ không nhầm thì như là thuyền ở cái đảo trên trời này có một cái con thuyền bằng vàng cũng rất là đẹp, có hình như kiểu mặt Phật á anh em, rất là đẹp luôn nha. Đấy, là không biết là lát mình có được chiêm ngưỡng, được gặp mặt hay không. Rồi, như vậy là sau một cuộc hành trình dài thì cứ đi tới đi lui. Đi tới một cái đống củi. Không biết là làm gì đây, bỏ qua luôn đi. Rồi, nhận nhiệm vụ này. Wow, như vậy là chúng ta tiếp tục với một cái nhiệm vụ gì đây. À, đi thu thập mấy cái này. Bây giờ mình ráng đánh tới cái map 18, 18-2 để mình có thể lấy được những cái viên đá vàng kia. Đi giao gỗ cho nó đi. À, thu thập thêm nữa hả? Mấy cây này giống cây dương sĩ vậy ta. Y chang cây dương sĩ luôn anh em. Mấy cây dương sĩ này xưa học sinh học có nè. Mấy cây này kiểu nó rất là phổ biến ở thời cổ đại khủng long luôn ấy. Nói chung là quang cảnh xung quanh cũng y chang thôi. Nó kiểu không gian khu rừng cổ đại rất là đẹp. Rồi, mình sẽ nhận thưởng nhận. Hiện tại là 17 9 rồi này, không biết là đã sắp tới 18 chưa nữa. Cố gắng đi tới 18 2 để mình còn ui 17 10 luôn rồi anh em. 18 2 là mình có thể thu thập mấy cái viên đá kia rồi. Cố lên nào. Có vẻ chúng ta đang tham gia một cái bữa tiệc gì đó, một cái lễ hội. Một cái lễ hội của người người cư dân ở Skype này chăng? Ô 17 11 rồi vẫn chưa tới 18 luôn anh em ơi, căng quá. Căng quá nhờ, chưa tới 18 luôn. Rồi, khám phá chiếc thuyền này chăng? Chiếc thuyền này hình như là ít bữa băng mũ rơm lấy hả ta? Hay sao? Hay là chiếc thuyền này bị kiểu bị đánh cắp, bị giam cầm ở đây, bây giờ giành lại. Đúng không?
Ui, lên 18 rồi nè em ơi. Sang chương 18 rồi nè. Tuyệt vời, mặt trời. Bao nhiêu vé vàng rồi ta? Có vé vàng là quay luôn nè. Bây giờ mà mình trong đây có 5 vé vàng là mình quay luôn nè. Ui, 6 vé vàng luôn à. Thế thì quay 10 vé luôn nè. Này tốn 800. Dứt luôn chứ ngại gì bích bẩn. Chơi là phải chơi lớn anh em. Biết đâu ra SS sao? SS. Không được luôn. Không viết được luôn. Cay thiệt. SSSSNL Crocodile A. Cái gì cũng được. Tại sao lại Arabida? S éo nào lại ra cái con này nhờ. Sẽ gì A này ra làm chi. Úi dồi ôi. S Cam. Không ổn lắm rồi em ơi. Nhân phẩm kém quá. Rồi tướng S nữa rồi. Tướng A chứ. Hai cái cuối. Cày thế nhờ. Thôi dẹp đi anh em ơi. Nhân phẩm như thế là cùng. Nhân phẩm chán đến thế là cùng. Rồi, tiếp tục với nhiệm vụ này. Ráng đi tới 18-2 là mình có thể lấy được cái viên đá kia để nâng cho Aokiji tiếp rồi. Ồ, quay lại đây nữa hả? Sao quay lại đây hoài vậy? Đây, chương 18. Vẫn tiếp tục là cái chuông này. Cũng không có gì mới mẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Bỏ qua cuộc nói chuyện nào. Ừ, mình tới 18-2 rồi nè. Không biết là đã đi được cái kia chưa ta? Ui, xong được hai nhiệm vụ luôn. Được mớ kinh nghiệm này. Phê chưa? Vô thử coi được chưa nha anh em. Đợt chiến bây giờ là 15k5 hả? Ngon đấy. Ồ, không phải chỗ này. Đây, chính xác là chỗ này. Không biết là đi được chưa ta? Ồ, phải vượt qua 18-2 mới được. Rồi, ok. Mà khoan, mình đang định nói với anh em là mình định nâng cái thẻ này. Mà không biết có nên nâng hay không. Ủa, cái này là cái gì ta? Cái này chưa mở luôn ta. Để mình coi dịch coi nó có dịch cái gì nha anh em. Dịch đi bò. Bật thẻ sau khi đạt 3 sao. À ok, cái này 3 sao là được nha. Bây giờ mình chỉ cần nâng lên 3 sao là mình có thể mở cái chức năng gì đó. Mình cũng chả biết là chức năng gì nữa. Mà nó bị khóa mất rồi. Rồi nâng lên nè. Ôi chà, mà không được. Muốn lên 3 sao thì bây giờ phải có cái thẻ như thế này. Ồ đúng là nó không cho lên rồi. Cay quá. Đấy, sau khi xong rồi bây giờ, ui, vẫn chưa lên à, trâu thế. Kinh nghiệm đúng trâu luôn anh em ơi. Đấy, bây giờ nó lại bị như kiểu này anh em, chán không muốn nói. Kêu là không đủ eo gì đó, chán thiệt chứ. Oh my god, đây là thẻ Yoro à. Thẻ Yoro màn đêm u tối, rồi để mình coi trong túi mình có Yoro màn đêm u tối không. Đây. Có vẻ là không có rồi, cay thế nhờ. Sao mấy cái thẻ này nhìn nó na ná nhau ta? Không có luôn, cay thế. Kiểm tra shop coi. Yoro màn đêm u tối hả? Hình như là không có nữa em ơi. Không có rồi. Bên đây cũng tương tự thôi. Bên đây thẻ tương tự hả? Nó chỉ khác là mua bằng cái vỏ sò màu vàng. À không, bên đây có mấy thẻ ngon hơn này. Ui, Yoro có thẻ này ngon quá ta. Nhưng mà tốn tới 500 lận em ơi. Mình mới có 300 à. Mình lười đi hoạt động quá chứ nó không là mình cũng hơi nhiều ấy. Có điều mình lười đi quá. Ở dưới này có thẻ nào ngon không? Nói chung là bên đây không có thẻ nào ngon. Ui, bên đây có thẻ gì nè. Ui, có thẻ Euro nè anh em. 10.000 luôn à. Căng thế. Mắc quá. Nói chung là cũng có khá nhiều thứ trong shop, khá là hấp dẫn. 430 là mình thiếu 430. Thiếu 70 nữa hả? Coi đủ chưa đây. Ôi không xin nhè luôn. Thôi tiếp tục nhiệm vụ nha anh em. Mình ráng đi xong cái 18-2 này để nâng cấp đó. Ui sao cứ đi vòng vòng chỗ này thế nhờ. À không, này đi chỗ khác rồi. Gặp Sogeking rồi anh em ơi. Ủa gặp Luffy hả? Vậy là Luffy bay tới chỗ này và gặp thanh niên này. Thanh niên là một thanh niên lướt ván. Rồi có vẻ mình sẽ chiến đấu với thanh niên này. Ok thôi. Chiến thôi anh em ơi. Có gì đâu. Aokiji mình vừa nâng cấp rồi. Cho nên là cũng mạnh mẽ hơn một xíu rồi. Ây, mình đang vẫn còn đang cay cứu cái vụ không nâng cấp được cái chỗ đó đây. Không hiểu lý do gì luôn. Không hiểu sao mà không nâng cấp được. Nó kêu là không đủ cái gì đó. Chán thiệt. Hay là do chưa đủ level ta? À không, level, nếu mà không đủ level sao mình có thể nâng cái kia lên 3 sao được đúng không? Hơi nhảm. Rồi, ok.
chúng ta sẽ chiến đấu nhá. Nói chung là đang cây cứu cho nên là giết cái thằng này để mình đỡ đỡ cây cứu đi anh em. Dẫn cá cái dẫn dẫn cá chém thớt đi. Rồi, thanh niên này là một thanh niên súng laser. Laser nè. Ui cái gì vậy? Thanh niên kia laser, thanh niên súng lửa à? Ồ như vậy là thanh niên súng lửa anh em ơi. Thôi xong rồi. Mình cảm thấy tụi này hơi mạnh rồi đó. Ui không né được luôn. Mạnh vãi. À nói chung là như nhau à, một thằng, chung một thằng anh em ơi. Ui nó mạnh quá. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Thôi toàn rồi. Mày hả con? Rồi nó bị té là nó xong rồi. Nó bị té. Ui. Tại sao mình lại hụt skill? Tại sao không hụt skill? Rồi nói chung nó gần chết rồi, nó gần chết rồi. Ui, mình có chiêu. Tung skill cái đã. Thôi bỏ qua đoạn này luôn nha anh em, mất thời gian nên bỏ qua luôn đi. Nó sắp chết rồi. Cuối cùng lại quên chiếc đó, phải liền thật. Không hiểu lý do gì luôn. Đắng lòng thiệt. À, vậy là mình xong cái ai 18-2 rồi, cho nên là... Ui, không được 3 sao. Cày gì thế nhỉ? Ui, nhưng mà được viên đá gì nè anh em? Nói chung là này là viên đá xanh, tuy nhiên thì muốn nâng cao Kizzy thì chúng ta cần viên đá vàng. Cho nên bây giờ mình sẽ đi quét để mình lấy viên đá vàng nha. Ok. Xong lại 18-2 là chúng ta có thể quét được rồi, thoải mái thôi. 15k6. 15k6. Giờ mình nâng chỗ này, đây, 5 viên, cần 5 viên nha. Ủa? Chưa được nữa hả? Sao ảo lòi vậy? À, phải nhận nhiệm vụ nữa sao á. Rồi xong. Nhận xong rồi đó bò. Không cho nữa là chịu luôn á. Ui, không cho luôn. Vụ án gì đây? Hơi sai nha. Đó, được rồi, mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Có gì tính sao? Clip cũng khá dài rồi, mình phải kết thúc thôi. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like, subscribe để kênh để ủng hộ cho mình nha anh em. Bye bye.